À, xin chào cả nhà. Tối nay Lan chuẩn bị làm mà cơm niêu nha bà con. Cơm niêu mà làm theo cách đơn giản thì ở đây Lan có lọc tôm rồi. Rồi Lan có mua cái này là giống như cái miếng thịt cua đồ ta làm tôm đồ ta làm sẵn ra cái bột á Lan xào chung. Rồi bên đây thì Lan có sắc xà lách. Chút xíu Lan là trộn gỏi xà lách chung với cái miếng tôm tôm cuộn nãy đằng khâu đồ ta bán sẵn rồi đó bà con. Lạnh. Trộn chung với sốt lên bên này. Rồi thì bữa nay Lan làm rất là đơn giản. Cơm á Lan nấu sẵn rồi Lan để vô cái niêu thôi. Lan xào chung với cơm niêu đồ biển, Lan xào chung với sả tế nha. Còn ai không thích sả tế thì mình xào với tỏi đồ thôi, khỏi cần với sả tế. Tại Lan với ông xã thích ăn vị cay á. Mời cả nhà vào bếp với Lan. Lan bắt cái nồi lên là Lan để một chút xíu dầu ăn vô nha. Mình để rất là ít dầu nha bà con, đừng có để nhiều nha, chút xíu thôi. Rồi bây giờ bắt đầu Lan để cơm này nấu sẵn vô rồi cho nó mau chút xíu bà con, với nó dễ nó nhanh đấy nha. Đó, bữa nay làm một nồi thôi, cũng hổng dện cho mày hai nồi ăn gần chết. Thấy chứ, hai chồng ăn một nồi bự này là vừa rồi bà con ơi. Ăn nhiều quá tối cũng nặng bụng lắm. Xong rồi bây giờ Lan đậy nắp lại, Lan để lửa nhỏ nhỏ nha, dời nó qua cái lò nhỏ mình để riu riu. Lan để dầu ăn vô, cái này dầu sả tế nha. Lan xào trước tiên, Lan để tỏi với củ hành vô. Vừa thơm thôi, đang để tôm vô. Con để vô một miếng bột ngọt nha, để cỡ một muỗng 200 ở tờ sốt cho bà con không để gì. Để chút xíu nước vô. Để một chút đường ra rất nhiều. Rồi, bây giờ bắt đầu Lan để cái đồ biển này vô nè. Thịt cua thì mình cũng không biết, ta làm chung với bột quá là con. Để vô. Bữa nay làm món này là dễ nhất nha bà con, không có gì gắt gói, dễ lắm. Rồi xong rồi đó, bây giờ Lan nồi giờ nồi cơm qua đây, nãy giờ là nồi cơm Lan nấu riu riu bên kia nha. Đó, cái này là nhanh lắm bà con, làm theo cách Lan đi nhanh lắm, không có lâu đâu. Rồi Lan để tôm vào lên, tắt cái lò để ngồi quên. Dễ ư là dễ. Muốn ăn đồ biển, tôm, mực cái gì đó bà con cứ xào để lên vậy thôi đó. Rồi Lan đậy lại, Lan làm cho nó giòn cái gì. Mình chắc thử dưới này coi nó giòn chưa bà con. Nè, nó được rồi đó, nó giòn này ha. Wow, xong. Bữa nay hai chồng làm một nồi thôi, bữa hổm làm hai nồi ăn muốn gần Tết. Nhiều quá. Rồi bây giờ Lan để hành vô nha, đó hành hương, hành hương cắt mà hè vô nhiêu để hết luôn đi, chưa lỡ làm gì. Lan đậy nắp lại bưng lên nhà trên ăn thôi bà con. Rồi bây giờ Lan bỏ xà lách vô đây.
đó, Lan Lan bỏ xà lách vô nha bà con. Ông xã mà nó hỏi mình cái mình phải ngưng đó. Chắc bà con coi phim của Lan cũng biết con của Lan á ăn chay trường á, cho nên bây giờ Lan trộn xà lách trước không ha, rồi Lan mới trộn với tôm vô. Bây giờ Lan để chút xíu muối vô vô cái chén, rồi bây giờ Lan để cái sốt này bên này lên rồi đó. Lan đánh lên, đánh với muối hồi nãy đó, xíu muối. Rồi Lan để vô Lan trộn. Cho con mình nó lấy ra cho con mình ăn trước rồi mình mới trộn tôm sao. Nếu mình thấy nó ít quá thì mình cứ bỏ thêm vô. Cái này mua ở shop khâu, shop quay đồ ở đâu cũng có bán. Cái lên shop lên đây nè, bà con khỏi mất công làm. Ta làm đúng tiêu chuẩn hơn. Nhiều khi ở nhà mình làm cũng bằng. Rồi bây giờ được rồi nha, Lan gấp ra. Bây giờ Lan gấp ra cho con mình có ăn, nó ăn chơi. Sốt đây bên này này còn lại đây. Lan làm chung với đồ biển thì Lan để quay cho bì vô nha bà con, quay cho bì vô cho nó thơm mà nó hơi cay cay gì đó cho nó ngon, cho nó đừng có tanh với đồ biển. Đánh lên, đánh lên biển ra. Cái con giống như thịt tôm, thịt cua gì đó mình cũng biết, mà làm bằng loại gì không biết nữa, cái nào không biết nó không biết bà con, đó là khâu ta bán sẵn gì đó. Rồi bây giờ đầu Lan trộn lên nha, để cái này vô, cái sốt vô Lan trộn lên giống như cho nó cay cay vậy, the the cái mùi của gia bì vậy đó, giống như cho nó cay cay the the cái mùi của gia bì cho nó ngon bà con. Làm nấu đồ ăn mà không ăn dụng thì kỳ lắm. Mời bà con. Ngon. Wow. Xong rồi đó bà con, này đồ mặn của Lan nha. Cái này thì đồ chay của con mình. Đó, bây giờ hai cái riêng đồ mặn. Xong. Xin chào cả nhà. Tối nay Lan đã chuẩn bị xong nồi cơm niêu nha bà con. Đang ăn cho buổi tối đây, đã xong rồi. Hai chồng bữa nay chỉ làm có một nồi thôi, hai nồi thì nhiều quá. Mời bà con tối nay ăn cơm tối với hai chồng Lan. Và giờ ở đây Lan có làm thêm một dĩa salad đó bà con, đang ăn chung cho nó đỡ ngán. Nó giống như nó có vị chua chua ngọt ngọt nên mình ăn cho nó dễ ăn với cơm một chút xíu. Mời cả nhà tối nay ăn cơm tối với hai chồng Lan nha. Mời cả nhà. Mời bà con ăn cơm bà con ơi. Bữa nay hai vợ chồng Lan làm một nồi thôi, bữa hổm đế hai nồi ăn gần chết, ráng ăn riết nó mập. Ở đây một dĩa salad nữa bà con, mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm, cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm. Cái này sa tế nha, anh muốn ăn sa tế không? Nước tương ở đây. Cái này cơm nè hả? Gì cái gì? Bữa nay mới được. Ông hỏi nhiều cái mắc cười thiệt chứ ông em. Bà con ăn bà con. Đó. Cơm niêu. Cơm niêu. Rồi đây nước tương đây. Đồ biển. Đây, nước tương. Nước tương đó.
salad ở đây nữa, ráng ăn salad đi cho nó khỏe, tốt cái bụng. Em ăn salad trước em mới ăn cơm sau. Cơm niêu tôm. Anh ăn thử cục nào? Ngọt ngọt. Salad salad. Tôm nhiều lắm ăn đi. Ngọt. Không, cái này em có để vừa cho bì ngon lắm, thử đi. Gỏi giống đi u vô cà đít đó. Cái này là không phải gỏi, coleslaw. À, thì tiếng Việt là gỏi đó. Đồ Tây. Giống như vậy. Thì đúng rồi. Cà đít. Ngon. Muốn đai ở thì ăn cái này nhiều nhiều chút. À. Cái đó. Ông lão mà nó nghe mình đai ở là ông ngồi Phật ông nổi rồi. Phải không? Không biết phải hay không nữa đây. Giò thủ ngon. Cơm ngon. Anh Liên muốn nói chuyện nhầm khi mình chạy theo ổng mình chết. Không biết ổng nói cái đề tài nào. Cái này trên là thịt cua em trộn với cua giá bì, còn dưới này thì không có, lên bên đây thôi. Cái này nướng chù ăn ngon lắm, nướng thịt chù thịt bò đó. Làm thích ăn gì nè bà con, để nho khô lên nữa ngon lắm, để nho khô lên ạ. Có cùng cháy không anh? Có. Vô lúc đi. Khỏi cần vô gạo bà con, vô gạo nấu lâu lắm, nấu mà cơm gì đó mình để vô cũng nhanh lắm. Làm giả chiến đi. Đi kiếm cơm cháy. Thấy gì chứ, nó nhiều lắm. Bữa hổm giờ anh hai nồi rồi ăn hai bữa luôn đó. Không có hết đâu. Ủa, cơm cháy bà con ơi, ngon lắm nè. Wow, nguyên một về cơm cháy nè. Nay mệt, đi học về mệt. Khô gà, ừ, đúng rồi, đi học về mệt đây. Cũng cháy ngon vậy sợ. Rồi mặt thật. Giỡn quá mà. Giờ qua cho mình. Ăn cơm. Mời bà con ăn cơm. Ăn cơm đó nè. Cơm cháy cũng ngon. Bữa nào ta nấu cơm niêu đập giống Sài Gòn. Trời ơi, Tây Sang. Cái đó quá sang. Mà cái nồi đất các bà con mình xài càng lâu có cái nồi đất nó thơm, nó ngon hơn. Hơn mình mua cái mới. Đúng rồi. Ừ. Mình nấu đồ cũng gì nó nồi mà mình nấu nồi đất rồi lâu nó chịu mà nó không chịu thì nó bể. Làm cá hai chén ăn thịt ở trên nhiều quá chắc không hết, hai chén đầy với gỏi rồi nó cơm cháy ngon á.
Để cơm cháy mang cho, đừng ăn cơm cháy. Nghèo khổ ăn cơm cháy để tôi ăn sao. Ngon. Ngon lắm, ngon đấy anh. Ngon, cái này mà bỏ vô nấu trong này ngon. Ngon phải không? Cái này là bà con, cái cua. Này mình cái thịt mà cua đó, nấu chung với cái này vô ngon lắm. Như tắm cái cái nãy em có xào đó. À. Xào với oyster sốt nó thấm nó ngon á. Ăn mắt đây. Ừ. Trộn với xà lách vậy chứ ăn không bằng mà mình xào vô trong đó. Cái tấm là sao nói vậy rồi nha. Đúng là nói cái thịt cua này ngon hơn cái thịt con tôm. Con tôm ăn không bằng. Không phải. Cũng ngon mà. Ngon. Cái này với cái này nè, cái thịt đó, vô đó ăn sao ngon. Xào nó ngon hơn, ngon hơn trộn xà lách. Cái này cũng ngon, nó bình thường. Dốc ta. Giống mà ăn đồ biển thôi. Giống là đi uống chè khí á. Được. Mất công. Ăn nữa thôi mấy chén rồi. Hai. Hai hả? Không ăn nữa hả? Nãy giờ Lan với ông xã Lan ăn ngon quá bà con. Bà làm kiểu giống Lan gì nè. Nhanh lắm. Khỏi mắc công nấu cơm nấu gì á. Mà nó cũng có cơm cháy thật là ngon vậy đó. Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim. Bà con coi có thích thì cho gia đình mình xin một like ủng hộ hai chồng mình giùm. Cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi phim của Lan nha. Xin chào. Bye bye. Bye bye cả nhà. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà phim tới. Bye bye.